con xem cha là idol. Ngày 9 tháng 9, con cất tiếng chào đời. Theo như lời mẹ kể thì ngày hôm ấy đầy mưa. Lần đầu tiên từ khi quen mẹ đã thấy cha khóc, đưa tay chai lau nước mắt ngay cửa. Lem người vì bụi nên cha không vào trong. Người ta ẵm con ra nhưng cha lại không được bồng. Dù cha muốn đặt lên trán một chiếc hôn thật nặng. Cô đứng đây dừng một chút tôi nhìn cháu được không? Nhưng con biết là cha đã rất hạnh phúc vì con. Lúc được sinh còn nguyên vẹn thì có lộc phước gì hơn. Chăm miếng ăn chăm giấc ngủ cho đến mãi khi lớn. Người phải cố dậy từ sớm với đôi dép đi mòn để cho con được chăn nệm ấm cơm có thật không phải đâu. Được giống người ta Tết mua thêm vài cái áo. Được đi đến lớp có đủ tập viết hai màu. Nếu còn thiếu cha sẽ ráng con để cha lo là ai sau. Cha như là gương soi không nói cha thì ai à. Cha luôn hy sinh mà không chờ mong một ai à. Con chỉ cần yên tâm thôi lần sau sẽ có vào bãi giờ. Trong tim con cha như ngôi sao luôn giữ hình ảnh. Cha kính tiếng bình tĩnh trong mọi tình cảnh. Cha tôi không hút thuốc đúng ra là có lúc trước. Từ lúc sinh đứa em thứ hai là mấy chuyện nhậu chủ động tìm cách để khước từ. Cha tôi có mình mẹ tôi mở bên năm 27 kiểm tra nghe thử là một cái nhẹ coi. Ông dạy tôi phải khiêm tốn với cha tôi đỉnh không thôi tôi khoe rồi. Chưa từng có một scandal tiếp ở trong cơ quan nhưng sau rước em thành thục và quen giờ. Cha tôi giữ ở chỗ sau 5 giờ thành trưởng khu phố huy chương vàng đội tuyển cầu lông riết treo nhà đầy tủ gỗ. Cha sẽ là người lớn tiếng nhưng mẹ mới là người quyết định. Và cha sẽ không can thiệp nhưng cha chỉ chiêu cần thiết. Nịnh cha sẽ back up, cha sẽ cover. Dù cho đang phải họp cũng không để con đợi lâu chờ. Đương nhiên là có khuyết điểm lắng lo rất nhiều. Chỗ này là do phải thật con nên không cha là ai đâu. Cha như là gương soi không nói cha thì ai à. Cha luôn hy sinh mà không chờ mong một ai à. Con chỉ cần yên tâm thôi lần sau sẽ có vào vai giờ. Nên ngay trong tim con và đôi con giống cha con thành idol. Được nhiều con sống qua không còn giải khờ. Chịu được nhiều đau đớn hơn vì còn đời sau lớn lên. Bây giờ này con cũng nên là một idol. Và đôi con giống cha